Thưa quý vị, đây là nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh móc túi hành khách trên xe buýt ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công an quận 1 tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy bắt tất cả những người có liên quan, đồng thời đề nghị ai là nạn nhân của nhóm móc túi này đến công an trình báo. Tại cơ quan công an, những người này khai nhận thông qua các mối quan hệ xã hội rồi quen biết nhau do cần tiền tiêu xài, nhóm bàn bạc cùng thực hiện trộm cắp tài sản và phân công vai trò cụ thể. Theo đó, Mận Hương Tuấn lên các tuyến xe buýt qua quận nhất, chọn vị trí ngồi ở phía cửa sau xe, nơi xuống xe, chọn khách của tài sản sơ hở, rồi dàn cảnh để trộm cắp. Dũng Minh Sáu phụ trách chở Mận Hương Tuấn đến trạm xe buýt, sau đó chạy theo xe buýt để nhận giữ tài sản trộm được và chở đồng bọn chạy thoát. Tài sản sau khi trộm được sẽ giao cho Minh đem bán, rồi giao tiền cho Mận để chia cho cả nhóm tiêu xài.